Thế là pháo thủ ấy, thì coi như là đêm là ngủ ngủ ở ngay bên càng pháo đấy, vì sẵn sàng cứ có lệnh là bắn, cho nên là luôn luôn cứ phải ngủ gục xuống càng pháo mà ngủ thôi. Ở trong hầm pháo nó có những công việc mà giúp cho chiến sĩ pháo thủ được thế nào hay thế đó. Ví dụ khi họ bắn thì chúng tôi cầm cái quạt quạt ngay khi mà khói nó phun ra đằng sau, bởi vì khói nó dày đặc cả như thế, không phun cho nó tan nhanh ý, thì nó sặc sụa tất cả, mất thiếu oxy, thế cho nên phải quạt ngay để cho nó chóng tan, tan cả trong hầm mà tan cả đầu nòng, vì nó ra đầu nòng không không tan ngay mà thì máy bay địch nó tới nhanh thì nó trông thấy, thế nên tìm cách quạt, có lúc là phải chạy ra bên ngoài lỗ châu mai để mà quạt ở đầu nòng pháo cho nó tan chóng. Thế đó là cũng là cái việc mà không có biên chế, mình có mặt đấy thì mình giúp cái việc đó thôi, nếu không anh em họ cũng phải tự làm đấy. Thế hay là có lúc là phải lau đạn, có lúc phải bê đạn từ hòm ra chỗ cho chiến sĩ cầm lau đạn, một lau cái quả đạn dài như thế này đấy, thì phải mất tức là phải có sức mới lau được, một người bình thường không thể lau được như thế. Thế thì là lao mà lao lao cho trúng cái quả đạn đó vào trong nòng, xong là đậy khóa nòng lại, là sức của pháo thủ mới làm được cái đó. Thế thì chính chúng tôi lúc giờ không làm được cái đó, mà phải chuyên môn, phải có học cái đó mới làm được. Đấy, mình chỉ có thể giúp những việc bên ngoài, lau đạn với các thứ thôi. Nhưng mà có rất nhiều việc có thể giúp được anh em. Đấy là chưa kể những cái giờ phút mà rảnh rỗi mình ngồi mình ghi chép nhật ký chẳng hạn. Hay là việc của tôi không bao giờ rỗi cả. Tôi ngồi tôi vẽ, vẽ pháo thủ đi, thiếu gì động tác để mà vẽ. Đấy. Anh nào cũng có nét để mà vẽ được cả, cho nên không bao giờ cảm thấy dỗi cả. Và đến giờ ăn người ta ăn đi mình ăn thế thôi. Đấy. Cho nên một ngày bình thường là như thế, và buổi tối không có giờ đi ngủ. Đấy. Bởi đúng cái giờ đi ngủ ấy mà lại có lệnh bắn thì tất cả tập trung vào cái chuyện bắn. Đấy. Và cũng còn còn cái thú nữa là, tức là sau khi bắn thì lập tức đài quan sát ở trên núi cao báo điện thoại xuống cho biết rằng là quả pháo vừa rồi có trúng đích hay không, sang phải hay sang trái đấy, và trúng đích thì kết quả ra sao. Ví dụ hôm mà bắn trúng một cái xe là một lô lính Tây nó chạy nhốn nháo, thế là cái đó anh em ở trong hầm là vỗ tay cười thoải mái lắm. Đó là những cái mà hứng thú của pháo trong chiến đấu đấy. Thế còn bộ binh thì là trực tiếp hơn, trực tiếp nhìn thấy đấy, nhìn thấy viên đạn mình bắn có trúng địch hay không đấy. Thế và bộ binh thì có cái là ngay cả khi sống chết thế thôi, bộ binh có nhiều khi là chết, là có khi là, trực tiếp đạn thẳng nó bắn trúng, nhưng pháo thì là không bao giờ bị đạn thẳng của địch nó bắn vào trúng, mà chỉ có thể bị bom hay là phản pháo thôi. Thì cái ngay chính cái khẩu đội tôi ở ấy, là cái hôm đó là sau khi tôi ra khỏi khẩu đội tôi chạy ra ra với bộ binh 1-2 ngày. Thế thì khi tôi quay quay về thì cái khẩu đội đó là đã bị thương vong rồi, coi như gần hết khẩu đội. Tức là một cái quả pháo của địch nó bắn vô tình, nó chui tọt vào lỗ châu mai, đấy, trúng vào khẩu pháo, cho nên khẩu pháo bị tan, và mấy đồng chí ở xung quanh là coi như cũng bị thương vong hết đấy. Da thịt bắn vào vách hầm này đấy, có mùi đấy. Thì về vẫn thấy rõ như thế. Thế thì tôi nhưng mà khi mà về tới đấy thì mặc dầu thấy có mùi tanh các thứ, thì anh em họ đã giải quyết nhiều, họ thu gom xác ra các thứ, rồi họ gọi cơ công từ đơn vị cấp trên xuống để mà sửa chữa pháo, xem cái nào còn dùng được, cái nào không dùng thì gọi điện ra lấy dụng cụ dự trữ đưa vào để lắp lại khẩu pháo mới. Đấy, thì nó có cái động tác ấy. Thế thì cuối cùng như thế là suốt ngày đêm cơ công vào làm cái việc lắp lại khẩu pháo mới để có thể tiếp tục chiến đấu được, còn cái gì hỏng rồi thì vứt đi. Thế và bổ sung luôn người, thay luôn cả cán bộ khẩu đội đã bị chết, thay luôn. Thế và tôi vì thế tôi cũng ở lại với anh em, và đêm tôi vẫn ngủ lại, mặc dầu có những mùi tanh như thế nhưng mình vẫn ngủ. Một là mới suy nghĩ một cách thiêng liêng, và cũng vừa với cái chuyện là mệt nhọc quá cho nên ngủ.
ngủ được, thế thôi. Thì tôi đã từng ở, và về sau tôi vẽ tranh với nó vì nó có kỷ niệm, tức là trong đó là có văn công đến múa ở giữa hai cái càng pháo. Thế là nó cái hình ảnh đẹp, tôi ghi thành một cái tranh. Mà cái tranh đó là tương đối nổi. Là về cái mặt đó là trước tiên tôi thấy một cái suy nghĩ về mặt tạo hình, về mặt mỹ thuật, thì thấy nó độc đáo. Chưa có một cái sân khấu nào trên thế giới, thế trong thực tế lại là một cái sân khấu lợi dụng giữa hai càng pháo nó mở ra ở trong hầm. Và lấy đó thì là có thể là 1, 2, 3 cô văn công là múa. Thực tế mà nói thì dạo đó là các cô mang từ hậu phương tới là một điệu múa mà cũng rất hay, rất đẹp, là điệu múa lượn và hát sẩm xoan. Thì tôi còn nhớ cái điệu múa và cái điệu hát đấy còn rất hay, rất dân tộc. Và ăn mặc quần áo tứ thân hẳn hoi, có màu sắc hẳn hoi, tức là có chuẩn bị đi chiến trường. Một cái đội văn công như thế. Thế thì là tôi thấy về màu sắc nó làm tươi tắn cho cái hầm pháo. Về mặt không gian nó độc đáo. Nó độc đáo, chưa có sân khấu nào như thế. Tôi có mặt ngay cái buổi chiều hôm chiến thắng là mùng 7 tháng 5, 5 giờ chiều. Địch cờ trắng đầu hàng phấp phới tất cả. Thì tất cả lúc giờ tôi chạy lung tung khắp tất cả mấy cái đồi ở ngay sát cầu Mường Thanh. Không thể đi hết được, mà lúc giờ là nói chung là chưa cho phép là đi vào trận địa của địch. Đi vào như thế là cũng có những đồng chí bị mìn. Nó có sự gài rất nhiều mìn. Cho nên mình chỉ đi quanh chỗ cầu Mường Thanh gần gần phía hầm Đờ Cát thôi. Xong lại quay về cái đồi D, là cái đồi mà tôi ở đấy, cái đơn vị chiến đấu ở đấy. Về đấy còn có cơm ăn nữa chứ. Thế là buổi tối mình thấy ngủ. Và tôi còn nhớ kỷ niệm thế này. Khi đến cho đến buổi chiều gần tối rồi, tôi ở trên đồi thì lúc giờ địch đã hậu đầu hàng rồi. Nhưng mà máy bay của Pháp ở Hà Nội lên vẫn bay vòng quanh Điện Biên Phủ và vẫn tiếp tục thả dù. Những cái dù đó là cái gì? Là nó thả xuống cho quân của nó ăn. Đã chiến bại, đã đầu hàng rồi. Nhưng nó tin rằng là quân của nó không có gì ăn cả. Nó vẫn phải tiếp tục thả dù để nuôi quân của nó trong lúc đó. Thế có những cái dù mà thức ăn mà nó rơi xuống ngay chỗ đồi tôi ở ấy mà. Anh em ra phá cái hòm ra thì thấy có nhiều thứ ăn lắm. Thì anh em lúc giờ là chiến sĩ lúc giờ nhiều anh em nông dân nhiều. Thì họ chỉ chọn bánh bích quy, mít kẹo, các thứ họ ăn, mít đường, mít sữa họ ăn. Chứ còn có một số họ không ăn thì tôi biết ăn thì tôi ăn được. Ví dụ như sô-cô-la chẳng hạn, hay phô mai chẳng hạn. Thì nhiều anh em không biết ăn thì là tôi lại có thể ăn được. Ăn uống tại mặt trận và đêm đó ngủ thì cũng rất đặc biệt. Tức là tất cả ngủ ngoài trời ngắm trăng sao, ngủ trên nền đất hẳn hoi. Chẳng có chiếu cho bạt gì đâu. Cứ thế ngủ. Thế mà được cái thú, tức là cho đến khuya vẫn chưa ai ngủ được, bởi vì lúc ban đêm đó là cái đêm mà toàn cái thung lũng Điện Biên, toàn chiến trường, là cứ thỉnh thoảng lại một phát pháo sáng lên trên trời. Người vớ được pháo sáng của địch nhưng mà anh em nghịch thôi, lại cho bắn chơi thôi. Thế rồi là lúc giờ cũng có không khí yên tĩnh rất lạ lùng, như đồng thời cũng có tiếng hát, và thỉnh thoảng có đồng chí thổi harmonica, cũng có đồng chí thổi harmonica đi mang theo chiến trường. Mà lúc bây giờ mới là lúc thổi mới hay. Bởi trước đó thì không ai nghe thấy cả. Và lúc giờ yên tĩnh như thế, mọi người nghe thấy tiếng kèn rất là thích. Thế đó là một kỷ niệm của tôi ở ngay chiến trường Điện Biên. Mà tôi có được cái vinh dự là có mặt trong cái giờ chiến thắng